Dạ, giờ dựng lên thôi anh thấy không luôn. Lên người thương. Để sớm coi có làm gì làm không. Dạ. Sớm lại ngắm tham quan văn phòng. Văn phòng đẹp quá nên nên cứ phải tới sớm để ngắm. Với lại là hôm nay ít người hơn mình sẽ thấy nhiều hơn. Đúng rồi, hôm bữa không thấy được gì. Dạ, tại vì đông quá. Chen nhau. Chân ở trong kia ít. Hôm nay là ra đây hết. Thấy cà phê đẹp hơn. Ủa là giống như là mình mua mấy lần là không có cái ly màu đỏ mà hôm nay trưng là có cái ly màu đỏ nè. Nhưng mà mai mốt ở Di Băng thì hơi sẽ rất hôm nay thì Di Băng mua cái này. Cái bộ này nó 6 màu khác nhau. Đẹp quá 6 màu. Cái size này nó đẹp hơn. Cưng quá. Là đẹp không? Đó, đẹp không? Đẹp. Nhà của ai quen? Nhà của Sang Lui nha. Sang Lui luôn. Dạ. Anh màu tím đẹp không? Đó là... Làm rất là kiểu cọ mấy cái này. Anh nhìn cái ly nè. Uống vô nghe cái tiếng nghe. Ôi ơi, cầm lên sướng quá vậy. Cầm chắc tay cực kỳ luôn. Nhìn là không lối thoát luôn á. Đây, mình lên vào đi. Sẽ không đợi. Nay Vũ với Di Băng có hẹn đến thấy không? Dạ. Di Băng Vũ ngồi lại một xíu. Dạ. View này là view triệu đô á. Người thương ơi. Anh nghe cốt truyện như bà drama dữ vậy. Ôi mẹ trời. Hả? Sao quá khống. Hôm nay ban phòng mới. Anh đẹp quá, ban ngày hôm bữa chưa được nhìn buổi tối rồi. Hôm nay ban ngày nó lại có cái kiểu khác. Trên mở màn buổi sáng rồi. Đây là nắng dữ lắm luôn. Đây nó nắng mà phải bữa ngày phải. Nói bạn phải đóng màn đã. Ôi cái view kìa trời. Hả? Anh ơi, em phải ngồi để em ngắm cái view thôi. View đẹp quá. Wow. Đây là chỉ khách mà công trình mới được bên đây thôi. Khách nào ý là khi nào mà em họp mà project với khách á, có việc thì em mới lên phòng này, với lại phòng bên kia. Dạ, còn lại thì ở dưới em có nhiều phòng họp. Dạ. Anh không có tin được phong thủy nha. Dạ. Nhưng mà anh thấy cái phong thủy mà mình tạo ra một cái ngôi nhà mà nó từ cái ban đầu mà từ cái thiết kế, từ cái nó cũng đem một cái niềm vui cho ngôi nhà mình của mình á. Dạ. Anh thấy cái processing, cái giai đoạn mà đang làm ra thành một cái ngôi nhà đẹp thì cái không khí nó cũng phải đẹp nữa. Đúng rồi. Em cứ tưởng tượng mà xây một ngôi nhà mà cứ cãi lộn hoài vậy đó. Cái xong rồi cái mình dọn vô mình nói oh my god, tôi cãi cái chỗ này, tôi cãi cái chỗ kia, tôi cãi cái chỗ này. Cái lúc cãi mình... hay không là do hai vợ chồng chứ không phải do phong thủy. Đúng rồi vậy. Yeah. Không, thật sự thí dụ anh với Huy làm cái tiệm này là gần nửa năm. Nhưng mà dĩ nhiên cái stress nó cũng có, nó có cái, nhưng mà nó không phải là cái stress cho làm cho mình mà bị mệt mỏi, mình chán nản á. Thì công việc nào không có stress, mà cái nó cũng gọi là cái stress positive. Cái stress tích cực hay là stress tiêu cực. Có nhiều người không có làm việc á, anh nói cái stress đó mới cái stress tiêu cực á, không có gì để làm luôn á, là mới là stress tiêu cực. Tôi bị stress quá, tôi không có gì để làm hết á. Lúc ế nghèo nè, không có gì hết, lúc mới mệt đó. Còn việc nhiều á. Đâu đúng không? Cái là stress tích cực rồi. Dạ, cái stress nó không phải dễ có nữa. Chứ ăn thua là mình nhìn cái cuộc sống nó dễ dàng á. Cái mình không có bị stress mà stress tiêu cực vậy. Ok, bây giờ anh kêu team nguyên team kiến trúc với 3D lên hết. Ngồi đây học luôn hả? Không, mình có học phòng khác. Đây là chỉ phòng tiếp khách với anh chưa với nghỉ trưa thôi. Còn... ngủ tắm. Hôm nay phòng hợp mới, là bán thế làm sao? Quá đẹp quá. Cái trần này rất là lạ mà chưa thấy ai làm giống như thế này. Chưa ai thấy đâu, anh không giống ai hết trơn em. Anh giống ai? Không, tôi không giống ai, tôi thích giống tôi à. Cái chất liệu này đẹp quá.
Dạ. Không, tại vì hồi đó anh với Huy đi trên một cái du thuyền của người bạn ở bên miền Nam Pháp với đi Ý á, là cái du thuyền tới 35 triệu đô la. Thì trên du thuyền nó cũng trần là thấp. Thì mình phải biết làm sao với nó. Thì cái này trần rất là thấp, tới đây là hết rồi đó. Nó còn một chút xíu để cho máy lạnh thôi. Thì anh mới làm cái này là bóng hết. Có nghĩa là như trên một cái du thuyền thì cái phòng. Cũng như thấy mấy cái kiến đó là anh làm sọc sọc á, nó có lý do. Khổ bấm cái cửa mở ra. Có nghĩa là trong luật lệ phải có một cửa thoát hiểm cho mình luôn. Mình cũng làm được, nhưng mà mình nó biết mắm được. Hay không? Thì từ đó cái mình anh mới tạo ra cái làng này. Thì cái làng này nó trong đây luôn. Chứ không phải là mình không biết cái làng nào. Nhưng mà nếu mình có cái làng đó không mà cũng phải nó hết thì nhìn thấy kỳ. Nó sẽ thấy biết liền biết là liền. Cái cửa. Mình nhờ chỉ có cái làng đó mà anh phải tạo tất cả làng ở đây. Như đó là cái luôn. Rồi có nghĩa là từ một cái khó khăn, và từ cái khó khăn đó đưa cho mình một cái ý tưởng để mình ra một cái phong cách của mình. Bây giờ thấy không có cái gì mà cản trở cho nó, mỗi cái cản trở cho anh là một cái thử thách. Mà thử thách được mình giải quyết được không á, thì ăn thua cái tài năng của mình. So, chắc là Duy Văn ngồi đây hả? Chứ đúng không? Sáng nay thì một cái đội về bên xây dựng thì không họp ở đây. Bên cái nhà phong thủy. Thì mà, cái nhà đó phải đi họp ở phòng họp ở dưới. Có là kỹ thuật cũng không được họp trên đây. Kỹ thuật là họp ở đây, anh có tới 4 loại phòng họp. Bốn kiểu phòng họp khác nhau. Thì bây giờ họp chứ có là với chủ đầu tư mới được họp đây. Bên lúc mà mình bên xây dựng thì phòng họp khác, rồi bên team họp khác. Chứ cái bản vẽ mới này nè anh, thì nó có giống như cái bản vẽ cũ không? Hay là anh cho nó khác nào mà? Anh cứ xem anh coi cái mặt bằng là sao, mình sẽ chia mặt bằng lại hay sao. Bây giờ nghe nói là cái nước nó nhỏ lại lắm hay sao? Nhỏ. Bây giờ anh bảo trình bày. Như vậy cái hóa đơn mà đầu tiên mà anh tiền thiết kế chắc là anh gửi qua bên nhà thầu đúng không? Nhà thầu trả đúng không? Hả? Thì là nhà thầu mới đầu là đưa ra nói là làm được. Anh nói cái nhà đó người ta đâu tới đâu thì xây tới đó. Mà cứ nói ra là cuối cùng là không được. Vì nhà thầu gửi. Anh nhưng mà bây giờ em thấy cái tầng của mấy đứa nhỏ bị nhỏ lại quá. Thì lúc đó sao không? Lúc trước mình nhớ đi rồi nó có cái vườn mình không lớn. Đẩy là lại, đã bớt lại. Tại vì mấy cái hôi quay hơi bự. Tới cái hình 3D của Duy Băng xong một file rồi anh. Anh coi 3D. Duy cho người ta thấy mình cũng vẽ tới 3D tới đâu rồi. Về cái phương án sửa lại cái từ đây ra trước một cái. Để coi nó có ảnh hưởng nhiều hay không. Vẽ thì lâu xóa thì mau. Hello. Bộ. Sao Happy New Year màu đỏ? Dạ. Hồi đỏ Tết vui. Chú ăn đâu? À, chứ mà không có đi. Không đi. Ok, cái đề tài này bá mệt đúng không? Ok. Không quan tâm. Không quan tâm. Đi học đi. Cái tự giấy hơi ghê. Hello em. Hello. Đó thì bây giờ là anh Thái Công, hôm nãy giờ anh Thái Công quyết định, có nghĩa là bây giờ cái nhà của mình nó bị nhỏ hơn 1 mét. Cái này là rất là catastrophe, là big catastrophe luôn. Có nghĩa là bên em đã hứa hẹn là tất cả những cái diện tích này xây được, dạ xây được. Anh thiết kế, bây giờ anh thiết kế cái ruột ở trong, anh thiết kế cầu thang, anh thiết kế hết bằng vẽ từ chi tiết bằng rồi thất hết trơn, lên 3D hết trơn luôn á. Lâu lắm luôn á, giấu cho không cho Duy Băng với anh Bình, anh Vũ xem, muốn surprise cái này rất là lớn. Hôm nay có nghĩa là cái gì anh Vũ xem là nó không còn hiệu quả gì nữa luôn á. Cái này là nó một cái big catastrophe luôn á, chứ không phải là bây giờ là nhỏ nhỏ đâu, nó thành một cái công trình mới á. Yeah, cái đùng. Thấy không? Lúc mà Duy Băng mua cái nhà này á, là cái miếng đất này là có cái nhà rồi, thì bên chỗ mà bán cho Duy Băng cái nhà này á, thì người ta nói là cái nhà này đập xuống và xây theo như mình muốn. Thì lúc đó Duy Băng rất là mừng. Lúc đó anh mới nhận cái diện tích của miếng đất. Và với cái diện tích đó, theo cái điều kiện người ta đưa ra xây được đến đâu thì anh thiết kế trên cái diện tích đó. Thì là Duy Băng là chủ đầu tư cho nhà riêng mình, còn quy khu là nói là chủ dự án. Thì người ta cũng có cái guideline của họ, người ta đưa ra điều kiện là không được xây chiều cao bao nhiêu, không, và thực sự cũng không có rõ ràng cái vấn đề nó nằm chỗ đó đó. Nó cứ giữa cái này kia có thể là xây được, cái này có thể mình xây xong rồi. Cái đó là cái mà làm cái công trình này mất rất là nhiều thời gian. Có là một bên nói xây được,
một bên á thì nói không xây được, thì cái đó là cái mà mất rất là nhiều thời gian. Dạ, bây giờ anh trình bày lại cho anh thấy không, cái diện tích nó nhỏ lại như thế nào đi anh? Không, anh thấy cái từ ban đầu mà nếu mà vô mà y chang anh bên lớn nhỏ anh làm cũng được hết. Và anh thưa là anh thấy là cái vui của mình á, thà từ ban đầu thì nói đó là từ, em anh biết đúng không? Thế tự nhiên mình thiết kế đã xong rồi em cũng mừng cái phòng này kia mấy hồi bữa, tự nhiên bây giờ cái làm không được cái nhỏ lại, anh thấy nó mất cái vui đi. Mừng lắm luôn á, cuối cùng là làm không được cái đó còn tức thêm, nó có giống như là nhử cái cục thịt mỡ rồi cuối cùng không cho người ta ăn vậy đó. Rồi cứ vậy đẹp lắm, nhà đẹp lắm, đẹp lắm rồi đưa lên báo rồi đưa lên ủy ban nhân dân rồi lên, cái cuối cùng cái không xây được còn quê thêm nữa. Là ai cũng biết là thành cái ngôi nhà ủy ban nhân dân đó, hiện nay bây giờ anh thấy là ủy ban nhân dân xuất hiện hơi nhiều nha, bây giống như là đã đẩy một cái xu hướng rồi đó. Cái nhà vậy mà nhiều người khách tới đây muốn cái nhà giống nhà của ủy ban, nhà Park Villa lắm luôn á. Ý đó cứ đòi là từ nói là cái ủy ban nhân dân vậy đó, bây giờ bắt chước ủy ban nhân dân nhiều lắm luôn á. Mấy cái cổ điển mà lâu đài Baroque bây giờ là nó lỗi thời, mấy cái bên đây Thảo Điền cách đầu rồi bây giờ bắt chước thì ủy ban nhân dân nhiều lắm luôn á. Elegant mà cái trước đó mình xây cái ủy ban nhân dân, rồi bây giờ anh không nhỏ là anh xây cho em cái phường thôi. Ủy ban phường thôi đó, lúc trước là còn được ủy ban thành phố, giờ xuống phường. Chịu không? Bà nuốt được miếng. Phòng gì băng nhỏ lại chút xíu. Đang yên tĩnh ba đứa. Đừng anh khoan nghĩ tới nơi. Mình cứ không thay đổi ủy ban nhỏ lại. Mình bàn luôn để mình thiết kế theo cái đó luôn. Chứ còn bây giờ mình nhưng mà cái an toàn nhất như anh Dũng thấy rồi đó, cái an toàn nhất là chỉ cái đối phần phía sau là an toàn nhất, đối phần phía sau sau bờ sông á. Nhưng mà bây giờ anh Vũ đi với bảo anh Vũ thấy rồi đó, nói chung là tại ngay từ đầu làm việc cái cơ bản pháp lý là bảo Vũ làm hết. Thì anh là thôi anh cứ dựa theo cái màu cam trước đi anh, đừng có nghĩ là ra cái ngoài nữa. Dạ anh hơi có vấn đề cái chỗ này, là anh để cho anh cái suy nghĩ của anh nó cái này nó đã khó rồi mà anh thấy em mà cứ thêm một cái gì mà lách đó, cái này mình nói được rồi cái mình làm được rồi mình cái thấy nhẹ rồi cái nó làm cho anh mệt mỏi hơn. Dạ. Mà nói cái này chỉ làm vậy thôi. Dạ, mà anh thiết kế ra được. Dạ, mà vì cứ nói cái nới rồi nới ra rồi cứ không được, cái đó là từ ban đầu là sai rồi cái đó rồi đó, vậy đưa cái điều kiện đi về đi rồi anh vẽ ra điều kiện này. Dạ, chứ đừng có là thêm cái thì làm mà là trong chỏng nữa. Dạ, đừng có nữa, đừng có là đừng bây giờ đừng có nói gì hết trơn, đừng có thêm nói cái gì mà có thể làm được, anh không muốn dùng cái gì có thể nữa. Cái gì mà chắc chắn làm được mới làm, thì không có thể trong đây. Rồi sau đó nới rồi tôi cái anh không có suy nghĩ được. Vậy anh vừa vẽ rồi cái nói ô cái này anh muốn anh làm nếu được hơn nữa, rồi anh muốn làm này được hơn nữa, rồi cái này chỗ này mình xây nhẹ, rồi cái chỗ này mình xây nặng rồi đó, cái anh không biết bắt đầu ở đâu. Nếu mà hỏi anh có bị thất vọng hay là cục hứng hay không á, thật sự cục hứng thì không, vì Di Băng với anh Vũ rất là thích những cái gì anh làm, tới người ta nó đem cho anh nhiều rất là nhiều energy, đó là cái điều rất là quan trọng của chủ nhà. Chủ nhà cũng phải hào hứng muốn làm mà cũng thích cái anh làm thì nó đem cho anh energy rất là nhiều. Mà chủ nhà mà xìu xìu ứng ứng hay là không thích lắm hay là có nhiều ý kiến mà anh thấy không có hợp lý á, thì đó cái đó anh cho anh thất vọng nhiều hơn. Còn bây giờ thất vọng mà vì không làm được á thì dĩ nhiên, nhưng mà anh cũng quen rồi. Anh nói là anh ở Việt Nam là 10 năm, nhưng mà đây không phải lần đầu tiên đâu. Nó cũng xảy ra hơn một chục lần. Có thể là nhiều người chưa biết là anh ban đầu 2 năm đầu, 3 năm đầu ở Việt Nam là anh có khoảng hơn mười mấy công trình thiết kế mà không thực hiện. Vì chủ đầu tư bị phá sản, đến công trình không có tiếp tục theo, rồi ngàn lý do. Thật sự lúc đó là anh thấy wow. Mà lúc đó anh cũng quen rất là nhiều nhà thiết kế với công ty thiết kế nội thất ở Việt Nam. Người ta rất là thất vọng mà người ta muốn không làm việc ở Việt Nam nữa. Cũng những cái lý do đó. Có nhiều khách sạn hay là những dự án lớn kêu nhà thiết kế ra cũng một thời gian dài, cả năm. Mà cuối cùng là quỷ bỏ, không làm. Và cuối cùng không có đủ tiền đầu tư đến những cái lý do khác. Thì mấy cái đó nó làm cho nhà thiết kế rất là thất vọng. Nhưng mà cái người thất vọng nhiều nhất anh nghĩ là Di Bằng. Sao nó dương được hai phòng, còn phòng lớn xuống? Một cái phòng xuống dưới để có dành thái công chi. Di Bằng là người thất vọng nhiều nhất vì anh cũng cho Di Bằng coi sơ
những cái hình 3D ra làm sao, nhưng mà chưa cho có hết thì anh định là chừng nào đẹp hết rồi anh mới cho xem hết. Không, anh cũng biết, anh cũng chưa có vẽ hết 3D trong như, mấy cái tầng những đứa nhỏ đó, chưa có vẽ. Mới bây giờ tập trung là phòng khách, phòng ăn, cái sảnh đi vô, đưa ra phong cách cửa sổ kiểu gì, cửa sổ màu ra sao, cái form cửa sổ ra sao. Vẽ cũ của em. Cũ vậy. Em như vẽ luôn phòng ngủ em rồi đúng không? Ngủ của em luôn rồi, phòng tắm luôn rồi. Phòng tắm, cho em coi nó đi. Rồi. Chứ sao không đâu dùng nữa đâu. Chứ sao không đâu dùng nữa hả? Không dùng, không dùng nhiều. Không dùng coi chi. Còn chi đúng không? Em đúng rồi, ấm ực thêm. Coi để có động lực anh không? Anh vẽ nó cũng đẹp lại. Không, không chỉ mà cho, nếu mà cho coi á, chỉ cho coi cái sảnh bước vô với cái chỗ cầu thang. Phòng khách à? Cái phòng khách thì quá rộng, thấp quá rộng. Bây giờ mình cho coi đi. Quá rộng rồi. Bây giờ cho coi đi. Không, bây giờ phải quyết định mình cho coi mình không, cái sảnh, cái sảnh coi coi rất là tức. Tại vì anh là, tại vì bước đầu như ban đưa thấy ông là cái chủ đề là cầu thang rất là đẹp. Tôi muốn đi xuống như buổi bằng hậu đi xuống cầu thang vậy đó. Bây giờ làm gì là phải giữ cái cầu thang này cho em nha. Sao giữ được? Có còn chút xíu vô đây rồi, cái này là không. Vô đâu? Vô đây nó giữ cái phòng nhà luôn đó. Bị bắt. Đúng rồi. Bị cái anh Thảo Điền có khúc nào bán đất to mà mình qua mình mua mình dời qua luôn đi. Giờ mình chốt luôn, mình dời qua luôn đi anh. Để có cái cầu thang cho em. Cái tên mình mùa 7 hả? Nhỏ đi học xa đó. Thôi để mốt là làm cái căn mùa 9 này. Không, không thích. Ta đang học mùa 7. Thôi. Không, không thích. Không, đang mình có cầu thang. Có cầu thang. Nhà mà không có cầu thang mới mới khổ đó, nhưng mà bây giờ vấn đề là người ta đang muốn lộng lẫy, tao đi hết một cái CD đi bước đi xuống mà bây giờ còn được mặc cái đầm ngủ rồi đó chứ CD không có chỗ dớt. Cảm ơn anh chị em đã đến hôm nay báo cho tôi một cái điều tinh rất là sốc, nhưng mà không có cái gì không làm được. Dạ. Dạ dạ. Yeah, don't worry. Thôi anh thông cảm. Không, không, không thông cảm cái qua đường đấy chứ anh này không còn còn ok rồi. Một chút nữa anh sẽ cho anh coi riêng. Vậy có gì Hữu với anh Bảo xuống lấy lại cái file tại mình nha, chuẩn bị cái đúng chính xác hết nha. Muốn khóc buồn chứ. Cảm ơn anh. Dạ. Sau cái buổi họp họ nói về cái diện tích miếng đất mới đó, và sau khi bên nhà thầu người ta về thì anh mới cho Di Bằng xem những cái hình 3D. Ngộ ha, lúc mà anh vẽ em á là chưa có chuyện, em chưa có bán, chưa làm băng vệ sinh. Đúng rồi. Cái thứ anh vẽ ra, cái thứ như em làm kinh doanh băng vệ sinh, giống như em anh nên ý tưởng em làm băng vệ sinh vậy đó. Trời ơi. Từ từ, để anh vũ. Đợt đó là cái này là chưa phải là final nha, cái này là mút ra ý tưởng, nhưng mà gần như là Di Bằng sẽ biết là cái nhà Di Bằng nó ra như thế nào rồi đó. Mình ngồi đứng xem. Không, em sẽ đứng không vững đâu. Đúng em rồi. Biết nó sẽ có những cái cú rất là ngoạn mục. Việc sao sao nhá hàng thôi nha. Có nghĩa là cái này là Di Bằng được xài trước luôn á, mà tại vì không làm cuối cùng nó không xài chứ không quán cà phê của nó không. Chạy dưới đúng không? Nhà phong cách rất là sang trọng, quý phái, rất là sang trọng, vượt thời gian. Và một cái giá trị mà nếu mình thấy cái này là làm bằng đá, đây là sàn đá, đá chứ không phải là gạch bông nha. Rồi nhẹ nhàng, sang trọng mà nó quyền lực, nó cũng có quyền lực anh, nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó là một cái khác, cái mắt la nha. Giá là nó hợp với hai người nữa. Như là Di Bằng với Vũ là trẻ nhưng mà giàu có, quý khoái. Không giàu thấy cái nhà như thế. Thôi là giàu gọi cái gì đây. Quá đẹp không? Mấy ghế đẹp không? Quan trọng là do cái đồ bị lẻ đẹp. Đồ nội thất luôn. Cái đồ thiệt mà, cái đồ có thiệt mà, phải có thể y chang vậy. Nếu mà Di Bằng y chang vậy là anh có cái y chang muốn sang mạng luôn. Chứ không phải là mình đi đóng lại này kia. Ở ngoài thực tế là đẹp lắm. Đẹp lắm. Ôi, cái ông mà thiết kế bàn ghế này ông rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng luôn. Ông chuyên môn làm cái kiểu giống như vậy. Thì anh chọn vô đây. Không, bây giờ nhìn nè, cái này á là nó iconic của anh rồi. Thật sự chưa có ai dùng hết trơn. Nếu mà ai mà dùng cái là bắt trước, nhưng mà nó mua cũng không được. Có mình anh nhập cái này về được. Và nó, nếu mà nó làm thì nó chỉ bắt trước thôi. Còn mình á là bản gốc đây nè. Anh đã lên quy cái tòa nhà này mà ai mà dùng cái dán tường này là bắt trước hai con. Và chưa có ai dùng hết trơn. Dạ.
chứ cái phong cách thì anh đang nghiên cứu lâu rồi. Anh Dũng phong cách đúng không? Nâng cấp đẹp không? Dạ. Là Di Băng vô Di Băng thích liền. Thích liền không? Di Băng. Đừng đổi. Đừng đổi đúng không? Năng lý đừng đổi. Như cái phong cách này Di Băng đâu có thích rồi, như nhà đẹp nhưng mà ở viên dọc cái phòng đó cái lá trắng này Di Băng đâu hết. Phòng không phải Di Băng. Cái này là Di Băng này, Di Băng mặc đồ Chanel Dior đồ ngồi đây rất là đẹp. Mấy cái đá rất là đẹp, ở ngoài thực tế đẹp lắm. Cái cầu thang của em. Cầu thang của em đó. Em thấy lộng lẫy không? Giấu đem lóng luôn á. Wow. Mấy cái này là dán tường. Dán tường hết vậy. Dạ. Trời ơi, có cái xe đường chơi nữa. Siêu tinh tế khúc này là con mình chuyên gia lấy xe đi vòng vòng. Ờ, đó bự đúng không chị Di Băng? Ở về cái phòng vệ sinh đẹp quá hả? Nhưng mà phong cách này Di Băng thích đúng không? Thích đúng không? Thì không làm được. Được, không làm thang không biết nhưng mà anh thấy anh là phong cách trông vậy. Nhưng mà không biết cái chỗ này quá đẹp. Anh làm chỗ này quá đẹp, cái chỗ này đang suy nghĩ là Di Băng đi cái đầm xuống, Di Băng ngồi cái chỗ này đúng cái đề tài luôn. Điện thoại khách đến đúng không? Rồi mình thấy hai sảnh, cái sảnh nãy là một sảnh rồi sảnh thứ hai. Có nghĩa là bây giờ là ở ngoài á là người ta hay bước từ vô đây. Đúng, có nghĩa là đó, bước vô là thấy cái đảo màu vàng á, là cái cầu thang bên đây nè. Mở cửa ra là bước vô đó đó. Đó, bước vô là mới thấy cái, mình mở cửa bước vô thấy cái này. Thì cái này nó chụp xéo chứ, cái thẳng vô đây. Hả? Ở đây mới bước vô phòng khách. Không thấy, em đã phải là... nhảy từng 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 trong bữa anh nói với em là cái nhà này á, cái nhà này á, em bài bộn cũng đẹp luôn. Tại thế đây em thấy mấy cái đồ dài của em rồi anh áo này bóp đầm tùm lum á, cũng đẹp luôn. Nên là cái phong cách này á nó không có bắt buộc mà phải lúc nào cũng phải dọn dẹp. Cái này nó tùm lum ra cũng đẹp luôn. À, cái này thí dụ vào đây mấy đứa nó nít nó để đồ chơi rồi em để thấy cái túi sách rồi đây rồi ngồi nói chuyện rồi ổng về đây đây cũng ok. Nên là nó thành cái cuộc sống á, chứ không phải là perfect cho một cái tiệm láng con. Còn có nhiều người làm một cái nhà vô không dám ở. Tại vì mình để đồ cái là nó thành bài binh bố trận vậy đó. Còn cái này là để tùm lum tà lá hết trơn á, không sao hết. Giống như cái văn phòng của anh mà đi vô để chiếc xe đồ chơi vô nó kỳ. Dạ đúng rồi. Còn cái này xe anh mới vẽ cho anh hình dung được là để cái xe đồ chơi vô nó còn đẹp cho cái không gian nữa. Đúng không? Dễ thương. Dễ thương á. Chỉ có đừng cái ghế nhựa màu đỏ thôi. Cái nhựa Long Thành. Cái thao rửa bún thôi. Đúng không? Nhưng mà cổ cái bằng. Thôi em đang tưởng tượng em đang đi từ trên xuống dưới kìa. Lên cái lan can. Mấy bạn 3D vẽ giùm chị băng 3D đang đi bằng từ trên xuống. Mấy cái đèn là có thiệt hết. Cái đèn là có thiệt hết. Lần này có đèn bà nè, đèn nè. Đèn nè. Đó. Nó đi trên xuống xuống hết rồi. Trời ơi là trời. Ồ đúng đủ màu nha, em thích luôn nè. Phòng khách đó. Đẹp phòng khách á. Phòng khách. Đẹp không? Cho bài binh bố trận được luôn. Tao bài luôn. Nhà Di Băng là anh Vũ khen đẹp hả? Đây là nãy bước vô. Khen đi cho ở ké. Nãy bước vô cái chỗ cái ghế bàn nãy đó sẵn á. Bên đây bước vô phòng ăn. Và nuôi màu xanh luôn đẹp kìa. Đẹp quá Di Băng, nhà này Di Băng ở mới màu hợp xanh Di Băng. Kìa, đúng chưa phong thủy luôn dùng kìa. Mấy này đi chứ mà đâu có ai mượn phong thủy đâu mà đưa vô đúng phong thủy quá vậy. Màu xanh đó anh. Tiếc quá. Tiếc quá không không. Không làm cái mi trang. Như là bạn em có cái bộ ghế đó. Từ từ. Nôn quá ngồi xuống. Nôn quá từ từ mình cho bạn. Hai cái phòng khách. Hai cái phòng khách. Anh ơi cái màn đẹp quá. Cái màn nó đẹp luôn. Hai bộ. Cái gì? Phấn khích quá à. Ở đây có TV đang fashion show. Hai cái phòng khách, hai cái bộ ghế đau lưng lại. Dạ. Rồi qua đây là cái phòng làm việc của Vũ đó. À, ở ngoài đó đó ha. Dạ, ngoài đó. Thêm một cái phòng nữa. Ủa anh, màu xanh lá cây mà màu xanh dương. Là ai thì Ly nhìn nhà này còn đang muốn bán nhà Hà Nội làm lại mà. Không có vẽ cho giống nha. Không có giống, không có nhà ai giống hết trơn á. Không có nhà ai giống hết trơn. Nhà ai là phải độc quyền cái Di Băng thấy nhà Di Băng là không có chưa có làm cho ai, đúng không? Mày giống Miss Sài Gòn quá kìa. Không có một cái nhà nào mà anh thấy không phải giống. Không hết rồi. Bà bự không? Bây giờ cái này còn túi ti thì họ làm hết thắng còn vậy. Giàu có quá lộng lẫy luôn. Nó không có bị lố nha. Dạ. Hoàn toàn không lố nha. Mình có một cái phòng đây, mở ra thêm một cái phòng nữa. Rồi bên đây là bước ra sân vườn, cái chỗ bộ bơi luôn. Cái bàn. Ừ. Đẹp không? Cái bàn khác. Bên đây bàn khác. Hai phòng khách. Dạ. Hai phòng khách luôn. Dạ. Ở bên đây là có TV.
ở bên đây xem TV, còn ở bên đây thì ngồi nói chuyện chơi, nít chơi đây hoặc là người lớn đây là một anh thôi. Nhưng mà anh làm vậy là anh đọc đúng mà suy nghĩ của Di Băng, tại vì anh lựa rất là nhiều phong cách khác nhau. Di Băng mà tới coi giai đoạn này là Di Băng và coi version coi như là anh thấy công suy nghĩ nát óc rồi, có nhiều version lắm. Em thấy có cái nhà nằm anh vẽ lâu vậy đâu, có cái nhà em là lâu nhất á. Nhà gì mà nếu anh thật sự không nói là nhà Việt Nam không thể nào đúng rồi, nhà đúng rồi, Việt Nam đúng rồi. Luôn á, như là nhà nước ngoài vậy đó. Nãy giờ em không tưởng tượng nó nằm ở Việt Nam, không ai mà không thể nào Việt Nam mà làm thiết kế là cái này được không, thì đúng là nhà cái nhà nước ngoài luôn á anh. Cái này mà quay lên cái phim của tụi mình mà mình tính chết luôn cái gì bằng đẹp quá gì bằng. Thật sự nếu mà cái nhà này kém mát lại, mình tưởng mình đang coi một cái nào ở bên nước ngoài, chứ không thể nào là Việt Nam được. Đẳng cấp á. Rùa rùa hai cái tay để bằng da để lên. Này là cái hồ bơi á. Cái này bước ra ngoài trời luôn. Anh ơi đẹp quá. Bước ra cái chỗ. Gu em. Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Cái gì vậy? Cây hồ bơi. Cái trái gì vậy? Cái chanh. Cái trái. Dẻ tới mức vậy luôn. Dạ. Cái chanh hồ bơi. Dạ, và lúc Di Băng xem là khóc luôn á. Khóc luôn vì hai lý do, thì Di Băng không tưởng tượng mà nó đẹp như vậy. Mà Di Băng cũng không tưởng tượng mà anh hiểu cái ý của Di Băng mà đúng như vậy luôn á. Ra một cái thiết kế cũng như là một cái nhà tắm mà màu trắng, màu xanh. Anh nói, chỉ nói là em có nghĩ về cái một cái gì đó nhưng mà em không biết nó ra sao. Tự nhiên bây giờ nó xuất hiện một cái tấm hình giống như em tưởng tượng vậy đó. Anh rất là ngạc nhiên, wow, vì sao mà nó hợp như vậy được. Và anh Vũ cũng rất là thích những cái không gian anh thiết kế. Thì lúc đó Di Băng chảy nước mắt luôn, wow, cũng rất là cảm động. Thì cái đó là cái nước mắt chắc là đầu tiên nhiều nhất. Thì phía sau cái nước mắt chảy có thể là Di Băng sợ không có thực hiện giống như vậy được. Đẹp quá hả? Sang hả? Sang hả Dương? Không giống anh làm em giống gì? Không thích đúng không? Thích mà đẹp đúng không? Đẹp quá hả? Mà hy vọng là đủ duyên thích làm. Và khóc luôn kìa. Ồ. Ồ. Đẹp quá. Nhưng mà cái móc cũng theo phong cách này đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cái này là phong cách thành công lựa chọn cho Di Băng mà. Đúng như cái kiểu mà mơ ở trong cái nhà vậy á. Cái bộ mà xinh này. Đúng đó. Đúng rồi. Chỉ có anh mới hiểu em vậy thôi. Wow. Wow. Đó, sáng sủa, fresh không? Đẹp điến người. Dạ. Cái này. Cái đồ này đúng không? Nó bằng ba lê hay gì anh? Dạ. Chưa bao giờ. Ông cũng cảm động, trai cảm động như bằng luôn á. Chờ đợi lâu quá. Vậy thì cái gì khách vậy anh? Mến luôn. Dạ. Bây giờ mà đến đây mà kêu sai biểu tôi thiết kế hỏi chứ chỗ khác thiết kế là lâu quá mới được rồi. Ở lâu quá được rồi. Mà đáng công không thứ không? Em không tưởng tượng là nó lại hợp với mình vậy á. Cái kiểu nó đẹp thì những cái công trình của anh làm Pháp Villa, anh làm nhà chị Ly, anh làm bên kia em nhìn em thấy là nó đã đẹp rồi. Nhưng mà em cảm nhận nó không phải của em. Yeah. Em không cảm nhận được nó rất hợp với em. Yeah. Nhưng mà tự nhiên em coi thì xong nó đúng rồi, cho Di Băng của luôn của em đó. Yeah. Dành cho em. Yeah. Đúng luôn. Và nó lại tuyệt vời. Nó là nữ tính, nó rất là nhẹ nhàng, yeah. Nó rất là sang trọng, nó hưởng thụ cuộc sống tắm ở trong đây. Nhìn vô nó không phải là hiện đại nha. Nó hoàn toàn là một cái chút. Nhưng mà cái là em chưa bao giờ em nói với anh là anh ơi em thích đâu vậy. Ờ. Anh thích nó phải như thế này, anh thích nó phải như thế kia. Em chưa bao giờ em nói là em muốn như thế nào. Mà tự nhiên anh tiếp xúc với em, anh chơi với em, anh hiểu em, anh vẽ một cái đúng là dành cho em. Wow. Tưởng tượng được. Để em nói chuyện với anh mới thương em.
Cảm ơn anh rất nhiều luôn. Dạ. Wow. 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 Chắc là không thể nào mà không ra đọc kinh mỗi buổi tối luôn á. Có cái chỗ bàn để sách xanh nữa. Wow. Không ý hả? Anh thấy cái hình tự nhiên em phải đọc kinh. Em thấy là anh biết là nó hợp, không thể hợp hơn. Vào lúc mà anh thấy dì bạn khóc, anh cũng rất là cảm động luôn. Chưa bao giờ mà có một người khách hàng mà anh trình bày hình 3D mà người ta chảy nước mắt luôn á. Thật sự là rất wow, rất là cảm động. Thì đây cái sản phẩm mình làm ra mà khách hàng mà người ta thích như vậy, người ta bỏ tiền ra mà người ta thích như vậy, chứ không có cho ai gì đâu, đúng không? Không có cho người ta mà người ta trả tiền mà người ta còn thích như vậy nữa. Và lúc đó mình mới thấy wow. Đúng rồi, giống như cái phòng tắm hồi nãy của em á, là cái kiểu mà nó trong suốt, nó pha lê, nó trong á. Trời ơi, anh nhẹ đúng một phát anh nói trời tại sao lại biết anh mê. Mà thậm chí là nói mà hỏi giờ băng thích gì em chưa chắc là em nói ra được là em thích cái kiểu đó đâu. Em sẽ không nghĩ tới là em thích đâu, nhưng mà tự nhiên vô cái là ơ đúng rồi, cái này là thông mê lắm nè, kiểu trời hay thật. Kết hợp với cái màu xanh nhẹ, nhìn nó nhẹ nhẹ. Hay quá. Không giấu được mấy người này. Tại giờ bị đổi rồi, anh không coi anh tiếp. Với lại coi các anh sẽ biết được là em thích thế nào. Cái anh từ đó anh làm tiếp theo. Mà biết em thích cái hoa hồng đó với cái hoa lavender là em phục anh luôn á, anh có thể em biết đúng. Màu hồng mà qua màu khác là ba không thích nha. Đúng màu đó. Đúng rồi. Mê lắm, mê cái có kiểu mà giống Mavi vậy đó, mê lắm. Mục tiêu cuối đời là vẫn phải có một cái căn như vậy. Sao ở đây gần đi về nhà gần hơn 7 hơn vòng 2 đúng không? Sướng hơn nhiều hết. Đi nửa tiếng. Ủa? Đi gần đúng không? Không, đi phòng nửa đường à. Ờ, đi sướng hơn nhiều. Đi hẹn Duy Văn ra đây là Duy Văn sung liền. Hồi qua kia còn lại. Do tình hôm nay được lên coi 3D luôn. Ừ. Hay quá. Hay quá. Vui quá, tối nay về hết ngủ. Chưa thoát ra được cái nhà. Chưa thoát ra được cái bồn tắm. Ok, qua nhìn cái cảnh đẹp không? Nó đẹp cái khúc bước xuống đây nè. Rồi thôi, em về. Bye bye. Ba mở. Em ngồi với anh Vũ ngồi trên. Dạ. Mới đầu thì anh nghĩ là ok, anh chỉ chỉnh sơ lại thôi, nhưng mà cũng không được. Bây giờ có nghĩa là phải thiết kế gần như ban đầu lại. À, cái này cái gì đó, thôi chết rồi. Chắc là Di Băng mà thấy cái này là kỳ này chắc là khóc, mà khóc không thấy góc vui, mà khóc suy sụp luôn á. Cái này là không ổn rồi đó.